Rồi em xin khiếu nại về cái đế xoay nó bị lỗi ha. Đây mình đang thấy hai cái đế xoay đều lên đàn, nhưng mà một cái xoay một cái không xoay nè ha. Đây cái này nó không xoay, nó đứng im ha. Thì trước tiên cái lỗi thứ nhất là mình đã xác định là không biết nó bị như cái gì, là motor nó không có hoạt động được ha, nó không có xoay đây ha, và nó cao hơn cái đế này ha. Đây nè, thấy không, nó cao hơn nè, đây nó cao hơn tới cả một khúc luôn, và cái phần này nè nó hở ra rất là nhiều nè, thọc tay vô được luôn nè ha. Đây cái tay mình thọc vô được luôn ha, còn cái đế không bị lỗi nè, cái tay thọc vô nó không vô ha, nó rất là khít nha. Đây nó chỉ hở một chút xíu thôi, tay thọc không vô. Đây còn cái này ha, tay nó vô luôn ha, nó hở rất là nhiều. Đây nó hở thấy luôn bên trong luôn nè. Đây, và bên trong bộ máy nó không có hoạt động được ha, nó không có hoạt động được. Bây giờ mình bỏ sản phẩm lên cho em xem nè. Đây xoay cái phần sản phẩm, đây thấy ha, cái này xoay cái này không xoay nha. Công tắc là bật rồi ha, công tắc là bật rồi nha. Đây công tắc bật nè, cho nên đèn tắt nè, rồi bật lên nè là đèn lên nè. Đây tắt đèn nè, tắt công tắc nè là đèn tắt nè, bật lên là đèn lên nè ha. Cái này xoay bình thường nha, còn cái này không có xoay nha, vì bật công tắc lên xoay thì đèn nó mới lên nha, còn chưa bật công tắc thì đèn nó không có lên đâu, nhưng mà đèn sáng nhưng mà nó không có xoay ha, nó không có xoay. Rồi khiếu nại giùm em, rồi cảm ơn.